hợp với cách sân hô của Hồ Ngọc Hà dành cho Kim Lý nhân dịp kỷ niệm 6 năm yêu nhau. Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ công khai gọi Kim Lý thế này khiến dư luận xôn xao. Sáng ngày 27 tháng 6, Hồ Ngọc Hà tiết lộ cô và ông xã Kim Lý cùng các con đã đến Bali để nghỉ dưỡng kết hợp với dự sự kiện. Cặp đôi chủ yếu đưa các con dạo quanh resort, chụp ảnh kỷ niệm nhân dịp kỷ năm bên nhau. Tuy nhiên, do kết hợp công việc bận rộn, phải di chuyển nhân nữ ca sĩ gốc Quảng Bình vẫn rất an tâm vì có ông xã chăm sóc các con. Hồ Ngọc Hà cho biết, anh Kim là người rất coi trọng gia đình, quan tâm con từ những điều nhỏ nhặt nhất. Chúng tôi đều hiểu việc bố mẹ dành càng nhiều thời gian cho con là một điều tốt. Do đó khi bận việc, tôi yên tâm vì có anh chơi, đồng hành cùng các con. Về phía Kim Lý, từ những vụn về ban đầu, anh được vợ nhận xét ngày càng chăm con thuần thục. Bản thân nam diễn viên, nó luôn muốn đồng hành cùng con trong mọi khoảnh khắc về tuổi thơ. Nhiều người cho rằng Hà Hồ để thuê vì Leon giống Kim Lý như đúc, còn Lisa là tiểu Hồ Ngọc Hà. Ở tuổi 39, Hồ Ngọc Hà nói đây là thời điểm cô thấy viên mãn hạnh phúc nhất. Cô cho biết mình may mắn khi được ông xã Kim Lý luôn ủng hộ, hỗ trợ cô trong công việc. Trước đó, Hồ Ngọc Hà đã có những chia sẻ về chuyện tình cảm của mình. Theo đó, nữ ca sĩ cho biết năm nào Kim Lý cũng dự định cưới cô cả, nên khi nào đủ duyên thì chuyện gì đến sẽ đến. Tôi nghĩ đám cưới cũng giống như lớp xong, hay bất kỳ live show nào vì sẽ tốn nhiều công sức, thời gian và còn tỉ mỉ hơn. Khán giả tới vì yêu mến mình, còn đám cưới họ là những người bạn trong mối quan hệ, nên không thể để họ đến dự xong là về. Không gặp nhau không chào hỏi gì hết, đó là điều tôi cảm thấy lớn con nhất. Hồ Ngọc Hà thừa nhận, tôi và Kim Lý cùng quan điểm sống nhưng không cùng quan điểm trong việc tổ chức đám cưới. Tôi chỉ mong việc tổ chức đám cưới nhỏ ở một nơi nào đó. Còn anh Kim Lý có đông bạn và nhiều mối quan hệ nên mong muốn khắp mời khắp nơi trên thế giới về dự. Khi nghe đến đây tôi dội ngược ngay. Bây giờ anh ấy dự định thì cứ để dự định đi. Hồ Ngọc Hà cho biết cô muốn tổ chức đám cưới ở một nơi nào đó xa và vắng, biển hay núi đều được vì bản thân là người dễ thích nghi. Tôi muốn khung cảnh đẹp và lãng mạn, thời tiết mát mẻ. Không lạnh, không nóng. Tôi sẽ mời những người rất thân đến đó để chung vui. Với tôi đám cưới là một nghi thức, nghi lễ. Và sau đó cô dâu và chú rể phải nói chuyện, vui chơi và chia sẻ cùng quan khách. Tuy nhiên giọng ca cả một trời thương nhớ bày tỏ thêm. Anh Kim mong muốn được tổ chức ở Việt Nam và bạn bè các nước bay về. Anh đã trao đổi với tôi Chúng tôi cân nhắc tầm khoảng tháng 1 năm 2024 thì mọi người sẽ rảnh hơn để về đây. Tôi cũng ok, chưa biết nói sao bây giờ.